sẽ không tái hôn vì sợ cảnh người lạ dạy con. Kể từ sau khi ly hôn, mọi động thái của cặp đôi diễn viên Thanh Bình, Ngọc Lan luôn khiến khán giả quan tâm đặc biệt. Mới đây, trong buổi trò chuyện của một kênh YouTube, Ngọc Lan đã có dịp trải lòng. Mình giỏi hơn rất nhiều, mình làm được rất nhiều cho con, dạy con được rất nhiều, con sống tình cảm hơn rất nhiều. Giống như lúc trước, như năm ngoái Louis ít có thể hiện tình cảm với mẹ, tại vì nó là đàn ông mà. Bây giờ bạn thể hiện rất nhiều, bạn nói rất nhiều. Lan nghĩ đó là do mình nói chuyện với bạn nhiều, thì bạn có thể vốn từ để nói chuyện với người khác. Lan cảm thấy mình dạy con tốt. Đến thời điểm này, Louis tốt. Có thể bạn không thông minh như các bạn khác, mình cũng đã cố gắng tìm giáo viên về dạy cho con mình. Mình chơi với con rất nhiều và mình cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thời gian qua, dường như cả Thanh Bình và Ngọc Lan đều đang nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống hậu ly hôn. Trong đó, Ngọc Lan cho thấy sự mạnh mẽ hơn cả. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ diễn viên vẫn chưa có ý định tái hôn. Cô tâm sự, Lan không có nhu cầu nữa. Nói thật, Lan không thích ai dạy con ai hết. Lan không thích can thiệp vào cuộc sống của Lan hết. Cuộc sống của gia đình Lan là người quyết định. Mấy năm vừa qua Lan quyết định nó. Lan tự chèo lái gia đình mình khá tốt, không thiếu một ngày nào. Con thì ngoan ngoãn, tình cảm và vẫn là đứa trẻ thơ ngây, không bị mất tuổi thơ vì công nghệ, thậm chí hơi quê mùa. Đó là điều Lan tự hào. Lan muốn nhà Lan là Lan ở thôi, đừng ai vô nằm chung giường với Lan. Lan cũng không thích. Đừng ai sai con Lan cũng không thích. Tại vì khi người ta về chung nhà với mình, người ta cũng thương con mình đó, nhưng người ta sẽ có sự dạy dỗ, nhưng cái dạy dỗ đó Lan không thích. Lan thích ở một mình, đừng ai can thiệp. Nữ diễn viên khẳng định phụ nữ cần xác định mình sống vì điều gì và cho rằng không nên làm ảnh hưởng tới con cái khi cuộc sống hôn nhân tan vỡ.